Cùng là con của nghệ sĩ Lê Giang, Duy Phước nói gì khi bị nhận xét không nổi tiếng bằng em gái Lê Lộc? Con trai của Lê Giang luôn mừng cho em gái nổi tiếng và được nhiều người yêu thương. Lê Lộc và Duy Phước là con của Lê Giang và chồng cũ Duy Phương. Nghệ sĩ Lê Giang luôn tự hào khi có hai con đều theo nghiệp diễn giống mình. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Duy Phước lên tiếng chia sẻ khi nhiều người nói rằng anh không nổi tiếng bằng em gái Lê Lộc. Tôi hay nghe phía sau mình Lê Lộc nổi tiếng hơn Duy Phước. Tôi mỉm cười và thầm nghĩ em gái tôi nó thành công và nổi tiếng thì tôi mừng cho nó thôi. Tôi không buồn mà còn rất tự hào nữa. Những gì em tôi có bây giờ, ngày trước tôi cũng đã từng có. Tôi nghĩ mình còn làm ra tiền, còn được mời đi hát, còn có người nhớ là vui lắm rồi. Tôi không nghĩ mình hơn bé Lộc. Những năm gần đây nó luôn cố gắng và hiện tại nó hơn tôi cũng xứng đáng mà. Bây giờ nó giỏi hơn nhiều người đang giỏi nữa. Mà chứ đâu phải riêng tôi. Mừng cho cô em, mong là nó luôn được mọi người thương mến và luôn nổi tiếng, gia đình luôn hãnh diện về nó. Mỗi người nghệ sĩ sẽ có cách riêng, có khán giả riêng của họ. Tôi luôn cố gắng và hết mình với những gì tổ cho tôi ở hiện tại. Tôi biết vị trí và miếng nước nhỏ của mình ở đâu. Khán giả sẽ quyết định năng lực của người nghệ sĩ, anh em đồng nghiệp làm nghề nên nhớ, núi này cao chưa chắc núi khác không cao. Duy Phước lên tiếng khi bị nhận xét không nổi tiếng bằng Lê Lộc. Ở dưới phần bình luận, nhiều người bình luận, mình thấy hai em đều giỏi, đừng quan tâm tới miệng đời. Quan trọng là tình cảm anh em lúc nào cũng yêu thương nhau. Người anh tuyệt vời, chúc hai anh em của em luôn thành công nhé. Hai anh em đều làm cho gia đình hãnh diện. Cô Lê Giang chắc rất tự hào và hạnh phúc vì sự thành công của hai anh chị. Dân mạng bình luận về chia sẻ của Duy Phước.